những điều tự hại lại càng dễ thôi. Hay khó, việc lành việc tốt quá trời khó hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời đại nhân. Sa thủ kính cấm ơn sĩ mô bút tha giá nam mô thăng ma giá nam mô sẵn kha giá. Con kính nền lệ Đức Phật, con kính nền lệ giáo pháp, con kính nền lệ Đức Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tể Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 163. Sukha ra ni asa thu ni attano ahita ni cha yang ve hi tam cha sa thun cha tăng quê pa ra má đúc cá răng. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang ve hi tam cha sa thun cha tăng quê pa ra má đúc cá răng. Sukara ni asa thu ni attano ahita ni cha yang ve hi tam cha sa thum cha tăng ve pa ra ma đúc cá răng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sitina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 163. Sukha rani a sa thu ni an ta no a hi ta ni cha yang we hi tan cha sa thu cha tang we pa ra ma dum kha rang. Sukha rani a sa thu ni an ta no a hi ta ni cha yang we hi tan cha sa thun cha tăng quê pha ra ma trúc ta rằng. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukha rani a sa thun ni a tan no a hi ta ni cha yang quê hi tan cha sa thun cha tăng quê pha ra ma tún kha rằng. Sukha rani asantuni atanua hitani cha yang we hi tan cha sa thun cha tang we parama dukkharam. Những việc xấu quấy rối đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Alo, cảm ơn Tina. Dạ nam mô Bố Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa và Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, kính cảm ơn chị Đàn Đông để cho biết âm thanh rõ nha. Dạ. Sukha ra ni asa thu thu ni atano athi ta ni cha rằng quê hi tăng cha sa thun cha tăng quê ba ra ma
dukkha rằng dễ làm các ác điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Và đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó thân ôi, việc lành, việc tốt quá trời khó hơn. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, con xin đọc kệ. Sukarani asatuni atano ahitani cha yang quê hi tăng cha cha tuân cha tăng quê ba ra ma đun ca rằng su ca ra ni a sa thu ni a tha no ang hi ta ri cha yang quê Alo, Sít Tâm Phương ơi, trong room không có nghe được Sít nữa rồi. Bởi Sít cầm mic trở lại nha, Sít Tâm Phương. Alo. Alo, Sít Tâm Phương, chắc là Sít Tâm Phương lại ra mất rồi. Chắc lại có đường truyền có vấn đề rồi, Sít Tâm Phương ra mất rồi. Dạ, để không mất dạ, cảm ơn Sít Tạng Đông và cô tu nữ như Pháp cho biết. Dạ rõ, chắc để không mất thì giờ con xin được kể kinh Pháp Cú số 163. Sukarani asatuni Atano ahita ni cha yang ve hitan cha satun cha tang ve parama dukkarang sukarani asatuni atano ahita ni cha yang ve hitan cha sutun cha tang về paramadu karang sukarani asatuni attano ahitani cha yang về hitan cha satun cha tang về paramadu karang sukarani asatuni attano Atano ahitani cha yang ve hitan cha sutun cha tang ve paramadukka rang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Bản dịch của Ngài Minh Châu: những việc xấu quấy đã làm, những điều tự tại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than nôi, việc lành, việc tốt quá trời khó hơn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà. Dạ. Dạ, bây giờ hết cái bàn tay nào rồi, phải chính mời cô tu nữ như Pháp nha. Chính mời cô. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Vinh Hoa Thanh Á. Dạ, cảm ơn Vinh Hoa Thanh Á cho Diệu Pháp biết được tín hiệu. Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh, con Diệu Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Diệu Pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông. Diệu Pháp
Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được bài câu pháp của kinh số 163. Dạ, cảm ơn Vinh Vát Tha Na cho bài học. Sukara ni asa thu ni ao ahita ni cha yang we hitan cha sa thun cha tang we maramaduk karang. Dạ, còn vị nào chưa ông bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Nếu vị nào chưa ôn bài thì Như Pháp kính mời bàn tay ạ. Sukara ni asatho ni atana ahita ni cha yang we hitan cha sa thun cha tang we paramaduk harang. Sukara ni asatho ni atana ahita ni cha yang we hitan thun cha tang we paramaduk harang. Dạ, sa thú bàn tay của hành kiếm. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng có làm. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Su khả ca ni, su ca ra ni, a su, a thô. Su ca ra ni, a sa thô ni, a ta nô a hi ta ni cha. Dân quê y tanh cha sa thôn cha tặng quê ba ra mà đục kha răng. Su kha ra ni a tha a sa thô ni a ta nô a hi ta ni cha. Dân quê y tanh cha sa thôn cha tặng quê ba ra mà đục kha răng. Những việc xấu ấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc đành việc tốt quá trời khó hơn. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng và mời cô hành kiểm. Lễ ơn Đức Pháp, con kính lễ ơn Đức Tăng và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Và con xin câu kinh pháp cú số 163. Suki asatho ni attano. Và con đọc lại. Sukara ni asatho ni attano. Tano ahita ni cha yang we hita hitan cha sa thum cha tang we paramaduk karang. Sukara ni asatho ni attano ahita ni cha yang we hitan cha sa thum cha tang we paramaduk karang. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành, việc tốt thật tối thượng khó làm. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những việc xấu ấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành, việc tốt quá trời khó hơn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kể. Sukara ni asatho ni attano ahita yang we hitan cha sa thun cha tang we paramaduk karang. Dạ con trả bài câu kinh pháp cú số 163 đã xong. Con xin dâng mít lễ cho đạo tràng.
Dạ, sa thủ lành thai, kính cảm ơn cô Hành Kiểm. Nam mô Bụt Tha Giáp. Dạ, cảm ơn cô Đẳng Đồng cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 163. Như pháp kính cảm ơn cô Hạnh Kiểm, Minh Quát Thanh Á, cô Rạng Đông, Sích Thi Na, cô Cẩm Vân. Dạ, không biết lúc nãy có cô Tâm Phương hay không. Dạ, cô ôn bài không? Nếu có thì kính cảm ơn cô Tâm Phương. Dạ, tại bây giờ thì không thấy đích cô Tâm Phương còn trong đạo tràng. Dạ, đã hoan hỷ ôn bài pháp quốc kinh số 163. Dạ, bây giờ thì con cũng không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Và cũng sắp đến giờ còn có vài phút. Dạ, con xin đại đức Tịnh Đạt cho con biết một tín hiệu. Chúng con có thể cung thỉnh pháp sư được chưa ạ? Nếu được thì dạ, con tri ân sư. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, Án phương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ ca hàng đệ tử, có năm thầy kinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối căm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tội mê cầu được tri trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 164. Dạ, như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng, thường còn minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị đang hiện diện diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày thứ năm là ngày thuyết giảng thường kỳ của đại đức Tuệ Nhẫn. Tuy nhiên Tịnh Đạt bận vào ngày thứ sáu không có tham gia diễn đàn được, cho nên có thay đổi với sư đại đức Tuệ Nhẫn trong tuần này, tức là ngày hôm nay
Tịnh Đạt sẽ giảng Kinh Pháp Cú. Và ngày mai, ngày thứ sáu, thì Đại Đức Tuệ Nhẫn sẽ giảng Kinh Pháp Cú. Quán chuyển qua lại trong cái tuần này, xin quý vị quan hỷ. Và bây giờ thì hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 164, phẩm Tự Ngã Atavaka. Dạ, cảm ơn quý vị cho được cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn số 164. Dạ, câu kệ ngôn số 164. Có nội dung như sau. Yo sa sa nang arahantang ariyanang tamma jivinang batiko sati dumme itho Dithin nisaya bhagam Phalani katha kasewa Ata khanyaya phalati Yo sasanang arahantang Ariyanang dhamma jivinang Batiko sati thammetho Dummetho Dithin nisaya bhagam Phalani kata kasewa atta khanyaya phalati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả từ hoài diệt. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 164 này. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Indachana Chánh Thân: kẻ nào có trí tồi nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh A La Hán, là những vị có đời sống đúng đắn, tạo ra kết quả đưa đến sự hoại diệt cho bản thân, tựa như những trái của cây tre. Khi đổ hoa kết trái thì làm tiêu hoại cây tre. Đó là bản Việt ngữ văn xuôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhà kính lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn vừa vào diễn đàn. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần sơ lược ý nghĩa
từ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 164. Yo sa sa năng arahan tăng ariya năng thamma jivi năng batikko sati dumme tho dithin nisaya babikang. Hala nikata kasewa ata kanyaya palati. Dạ, câu đầu tiên đó là Yo sa sa năng arahan tăng. Yo sa sa năng arahan tăng. Yo là người nào hay là kẻ nào. Yo người nào, kẻ nào. Sa sa năng. Sa sa năng là lời giảng dạy. Chúng ta có cái từ là Buddha sa sa năng là lời Buddha sa sa năng, lời dạy, dạy lời dạy của Đức Phật. Sa sang sa sa na là lời dạy, lời giảng dạy. Arahantang. Arahantang thì chúng ta âm nó là A La Hán. A La Hán là từ âm của cái từ Pali Arahanta, có nghĩa là bậc xứng đáng để cung kính hoặc là ứng cúng, xứng đáng để mà được cung kính. Arahanta thì chúng ta để cho nó dễ, đó là Arahanta, đó là bậc A La Hán, bậc A La Hán. Câu thứ hai, Ariya năng thamma chi vi năng. Ariya năng thamma chi vi năng. Ariya năng, chúng ta có từ là Ariya. Ariya là bậc thánh. Ariya là bậc thánh. Ariya năng là chia theo sở thuộc các số nhiều thì chúng ta của những bậc thánh, của chư thánh. Ariya, Ariya năng, Ariya, Ariya năng, Thamma chi vi năng. Thamma chi vi năng. Chúng ta có cái từ đó là Thamma cộng với cái từ chi vi. Chi vi. Cũng được chia theo định sở thuộc cách, cho nên chúng ta là chi vi năng. Thăm má và chi vi, chúng ta nói cái từ chi vi là một cái đời sống, một cái đời sống. Còn cái từ thăm má, cái nghĩa thường đó là chúng ta nghe đó là thăm má có nghĩa là pháp hay là giáo pháp. Tuy nhiên cái từ thăm má này á, ở trong cái nhiều tình huống, nhiều cái vị trí mà có cái nghĩa khác nhau. Nó cũng ở từ tâm má cũng có cái nghĩa đó là một cái tự nhiên, cái gì đó thiên nhiên, hoặc là cũng có cái nghĩa đó là ở đây thì mang cái nghĩa đó là đúng đắn, đúng đắn. Cái từ thăm má có rất là nhiều nghĩa tùy theo cái tình huống trường hợp mà chúng ta được hiểu với cái nghĩa khác nhau. Như vậy thì thăm má chi vi năng hoặc là thăm má chi vi có nghĩa là đời sống đúng đắn. Đời sống đúng đắn. Tiếp theo chúng ta có câu Bát tích cô sati đùm mê thô.
Patikko sati dumme tho. Patikko sati, Patikko sati có nghĩa là khinh miệt hay là chỉ trích. Nó xuất phát từ cái gốc động từ là kusa, kusati, đó là sự giận dữ. Miệt thị, chỉ trích. Chi patikko sati dumme tho, dumme tho. Dumme tho là người đúng nghịch sát nghĩa, là người có trí tồi hoặc là cái người thiểu trí đó thưa quý vị. Chúng ta có cái từ ngược lại đó là summe tho, là bậc hiền trí. Dumme tho trái nghĩa với lại summe tho. Người có người thiểu trí. Dạ alo alo quý vị còn nghe được không ạ? 1 2 3 4. Dạ vâng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ dumme tho là người tiểu trí, người có trí tồi. Câu kế tiếp, câu thứ tư, dithinissaya papikan. Dithinissaya papikan. Dithin hoặc là dithí, đó là thấy. Mà chúng ta thường có cái từ trong Phật học mà chúng ta thường gặp đó là chữ kiến. Nếu mà có cái từ là sammadithí đó, chúng ta có cái từ chánh kiến. Chữ kiến từ chữ dithí mà ra. Kiến đó là thấy. Nissaya. Nissaya là nương tựa. Nương tựa. Nương tựa. Papikan. Papikan chúng ta có cái từ là Papa cộng với lại tiếp viên ngữ Ika, chỉ người sở hữu, có nghĩa là người có cái tính ác xấu. Hoặc là có nghĩa có, nó cũng có nghĩa là tính từ. Tính từ nói về Papikan, Papikan. Từ Papá là việc ác, việc xấu. Nhưng mà Papikan Ngày Minh Châu ngày dịch cái từ này là Papikan. Papikan này có thể nó để xem là Papikan nó có đi với chữ từ đích thí hay đích thình. Số nhân từ là canh tối cách. Tối cách chữ Papikan và chữ đích thình nó có thể kết hợp là do cái kiến, cái thấy mà dựa trên cái nền tảng Papikan là ác, ác xấu. Cho nên có cái từ là ác kiến. Ác kiến. Tại vì cái kiến chỉ nó cũng là một cái trung tính thôi. Nó không có là ác hay là xấu, nhưng mà nó có cái từ papikan đi kèm. Như vậy là chúng ta có nghĩa là papikan có tính chất ác xấu. Có tính chất ác xấu. Có tính chất ác xấu. Dạ rồi. Tiếp theo chúng ta có cái câu Phala nikatha kassa
À, Palanikat tha cát xê quá. Cát xê quá hay là cát xí quá? Cái câu Pali ở trong đây là cái gì đây? Cát tha cát tha cát xê quá, cát tha cát xê quá, cát tha cát xê quá. Cái từ e vá, cái này cũng đúng là ý vá mới đúng. Rồi chúng ta có cái từ là Palani. Palani là quả. Quả quả ở đây cũng có nghĩa là cái kết quả, mà chữ phá lá này nó cũng có cái nghĩa là quả hay là cái trái cây ấy, nó cũng là từ phá lá, mà quả là cái kết quả của cái nhân quả, nó cũng là cái phá lá này. Rồi Kathakassa. Kathakassa cộng với là Eva. Đúng ra là chữ Eva nó mới có sự so sánh. Kathakassa, Kathakassa là cây tre hoặc là cây lao. Kathakassa cộng với Eva hoặc là Eva, chúng ta ghi như vậy đi. Kathakassa đó là cây, Kathakassa đó là cây tre hoặc là cây lao. Còn chữ ý vá, ê vá hoặc là ý vá đó, giống như, ví như, tợ như, nó là một cái từ ám chỉ nói lên cái ví dụ. Kathakassa, 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 Kathakassa là cây tre hoặc là cây lao. Ý vá hoặc là ê vá đó là ví như, tợ như. Rồi câu cuối cùng, Atta Khanyaya Phanlati. Atta Khanyaya Phanlati. Ở đây chúng ta có từ Atta. Chính vì cái từ Atta này đó, cho nên được các vị sắp xếp vào trong cái phẩm Attawakkha. Nó có cái xuất hiện cái từ Atta trong cái câu kệ ngôn này. Atta là bản thân mình, bản thân mình. Khanh nhá, chúng ta có cái từ gì ha? Atta khanh nhá giá. Atta cộng với khanh nhá, khanh nhá là sự hoài diệt. Atta là bản thân mình, khanh nhá, khanh nhá giá, khanh nhá là sự hoài diệt. Phan lát tí, phan lát tí là chúng ta có thể dùng cái từ là trổ quả đó, hay là cái trái cây mà nó chín mùi rồi đó. Trổ quả hoặc là trái cây nó chín mùi. Rồi, đó là phần sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 164. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ để ghi chú về phần ngữ vựng. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 164 mà chúng ta học ngày hôm nay có nội dung như sau. Yo sa sa nang arahantang ariya nang dhamma jivinang batikko sati dhamme tho dithing nisaya babikang halani kata kasewa ata kanyaya phalati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh màng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt, hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Cũng vì cuồng dại mê lầm,
người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả ca xa chính, diệt ngay chính mình. Dạ, Nam Mô Bố Thầy giá. Dạ, sau phần sơ lược về ngữ vận thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 164 này. Do vì câu kệ ngôn này cũng khá dài, nhiều hơn các câu kệ bình thường, cho nên chúng ta khá là mất thời gian. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 164 này được thuyết khi mà Đức Phật đang ngự tại chùa Kỳ Viên, Chetavana Vihara. Đề cập đến một cái vị trưởng lão tên là Kala. Một vị trưởng lão tên là Kala cũng ở trong thành Savatthi. Vị trưởng lão Kala ở đây thì ngay cả trong cái từ điển proper name cũng không có đề cập cái vị trưởng lão này xuất gia từ khi nào và xuất gia với ai. Cho nên chúng ta chỉ ghi nhận đây là một cái vị xuất gia. Vị trưởng lão Ca Lá này xuất gia và được bảo trợ cũng như là nhận cái sự hộ độ của một vị tín nữ cũng ở trong thành Savatthi. Vị này thưa quý vị rằng rất là có đạo tâm với tam bảo, hộ độ chư tăng, riêng đặc biệt với trưởng lão Ca Lá là một vị xuất gia. Cho nên bà hộ độ với cả một cái tấm lòng và chu đáo như là cái sự săn sóc đối với con cái của mình. Ở đây không phải bà xem cái vị xuất gia này, xem cái vị Ca Lá này là con của mình, mà muốn nói rằng cái sự chu đáo, cái sự tận tâm, không có nệ hà, như là tấm lòng của người mẹ đối với người con, là một cái sự hộ trì tam bảo rất là được tán dương. Rồi thân bằng quyến thuộc, người nhà của cái bà tín nữ này thì cũng là những người Phật tử và rất là thường xuyên lui tới chùa Kỳ Viên Chetavana để mà nghe pháp cúng dường đến bậc đạo sư. Thì khi mà bà tín nữ nghe những cái người thân của mình nhiều lần khen, nhiều lần tấm tắc khen cái lời Phật dạy, nghe chính Đức Phật ngài thuyết pháp, bà cũng rất là muốn một lần để đi đến nghe pháp từ Đức Phật. Nhưng mà mỗi lần mà bà muốn đi đó thì bà đều nói cho cái vị trưởng lão Ca Lá này nghe cái ý định của mình. Nhưng mà cái vị trưởng lão Ca Lá này thay vì là một người đệ tử của Phật, thay vì khích lệ cho cái người thiện tín đi đến chùa nghe pháp, và đặc biệt là nghe pháp từ Đức Phật, thì không hiểu sao cái vị trưởng lão Ca Lá này lại có một cái tư tưởng khởi lên. Một cái tư tưởng đó nó làm cho thay đổi cả là cái duyên lành của trưởng lão Ca Lá và cả là cái duyên lành của cái bà tín nữ hộ độ mình. Trưởng lão Ca Lá nghĩ rằng cái bà tín nữ này hộ trì mình, hộ độ mình chu đáo quá, khó có thể nào tìm được một cái người như vậy.
Lỡ như bà đi đến nghe lời Phật dạy, nghe Phật thuyết pháp, bà khởi niềm tin và bà hộ quay sang hộ trì, hộ độ đến Đức Phật thì bà bỏ rơi mình. Với cái tư tưởng nhỏ nhen như vậy, với cái tư tưởng hạn hẹp như vậy, một cái suy nghĩ rất là không có đúng đắn. Trưởng lão đã dùng những cái lời lẽ cản trở không cho bà tín nữ đi đến chùa nghe pháp. Một cái suy nghĩ và một cái hành động, một cái lời nói quá ư là nhỏ bé. Nhưng mà đối với cái sự tín tâm của bà tín nữ đó, thưa quý vị, rằng sau ba lần bị cản trở thì đến lần thứ tư bà không có nói cho cái vị trưởng lão ca lá đó nghe là mình muốn đi nghe pháp, mà bà tự đi, bà muốn đi và bà tự đi, bà không có thông báo. Tuy nhiên bà vẫn chu toàn cái phận sự của mình, bà vẫn để lại một cái người con và dặn rất là kỹ lưỡng cúng dường vật thực đến trưởng lão ca lá. Khi mà trưởng lão ca lá đến giờ để mà nhận thực phẩm đó, đi đến nhà bà tín nữ không thấy bà đâu, hỏi người con mới biết là bà đi đến chùa nghe pháp, thì ông trưởng lão ca lá rất là tâm trí, rất là lo, giống như là bà sắp bỏ rơi mình, không hộ trì mình nữa. Lật đật ông ta trưởng lão mới chạy ngay đến chùa, và khi mà đi đến chùa Kỳ Viên mà đang trong cái giờ giảng pháp của Đức Phật, thưa quý vị, rằng cái tâm nhỏ nhen, cái tâm nhỏ bé đó không dừng lại ở việc đó là suy nghĩ hay là cản trở bà tín nữ nữa, mà nó bùng phát, nó lớn mạnh cho đến nỗi ông cản trở Đức Phật, ngăn Đức Phật thuyết pháp đến hội chúng, nhất là đến cho bà tín nữ đang là người thí chủ hộ trì mình. Nó kinh khủng khiếp như vậy. Một cái thời pháp đang được thuyết giảng, dù cho chúng ta có cái việc gì đi nữa, dù chúng ta có cái việc gấp gì đi nữa, thì đối với cái người Phật tử ngay cả bây giờ cũng không có bao giờ mà làm cái như vậy, không có bao giờ mà lại làm cho một cái buổi thuyết pháp bị gián đoạn, hay ở cái người thuyết pháp hoặc là cái người nghe pháp, không bao giờ. Đằng này đó là một vị xuất gia đệ tử Phật mà lại ngăn cản Phật thuyết pháp. Vì lý do gì? Một cái lý do mà quá ư là nhỏ bé, thấp kém, sợ mất thí chủ, sợ mất người hộ trì, hộ độ. Và ngay lúc đó thì không có phản ứng gì. Đức Phật thì Ngài đã biết được cái tâm ý của cái trưởng lão ca lá này, Ngài nhìn thấu suốt hết. Ngài biết lý do tại sao mà trưởng lão ca lá này mà đến có cái hành động như vậy, có cái lời nói như vậy. Thì lúc đó Ngài mới nói, Ngài ca lá, Ngài nói trực diện, Ngài nói thẳng mặt, Ngài nói trước đám đông, Ngài nói rằng: này kẻ này, người thiểu trí, do chấp theo tà kiến ác quấy đã miệt thị giáo pháp của chư Phật, như thế thầy đã tự hủy diệt bản thân mình. Nhà Đức Phật Ngài nói tại chỗ. Và sau khi Ngài có cái lời nói
đối với trưởng lão Ca Lá, Ngài đã ngâm lên một cái câu kệ mà chúng ta học hôm nay, câu kệ số 164. Vô sa sa năng arahan tăng ariya năng tham chi vi năng batiko sati do me tho dit thinh ni sa ya pa pi căng phala ni katha kase wa atta khanya ya phalati. Kẻ ngu si miệt giáo pháp bậc la hán, bậc chánh màng, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả từ hoại diệt. Thì sau cái lời khiển trách cũng như là cái lời tuyên bố về cái việc những ai, tất cả ai mà phạm cái lỗi lầm này, phạm vào cái lỗi miệt thị, chê bai giáo pháp, chê bai những người hành theo giáo pháp, thì có một kết quả không mấy tốt đẹp. Giống như tợ như những cái loài cây lao hay là cây tre. Quý vị biết rằng khi mà tre trổ bông, có nghĩa là cái bụi tre đó sắp tàn. Giống như là những cái loại cây khác như là cây chuối, cây chuối mà trổ buồn thì người ta sau khi mà ăn buồn thì người ta sẽ chặt bỏ, tại vì cây chuối mà trổ buồn thì cây chuối nó sẽ chết. Tre mà trổ bông thì tre nó sẽ chết, cái bụi tre nó sẽ chết. Thì cái kết quả của cái người phạm cái sai lầm như thế, miệt thị giáo pháp, miệt thị những người hành pháp, thì có một kết quả không mấy là tốt đẹp. Và sau khi mà giải thích về cái trường hợp này, về cái việc đó là phạm sai lầm như thế bị kết quả đắng cay, thì toàn thể thính chúng đều được cái lợi ích. Và riêng cái bà tín nữ đó nghe cái lời sắp tấn đó của Đức Phật đó, thì bà được chứng quả Tu Đà Hoàn. Ở đây thưa quý vị rằng trong cái kệ ngôn này chúng ta thấy rằng cái việc mà chê bai miệt thị, lời dạy của Đức Phật, chê bai miệt thị cái người hành theo lời dạy của Đức Phật, thì sẽ bị một kết quả đắng cay. Ở trong cái việc mà chúng ta thọ trì tam quy đó, ở đây Tịnh Đạt cũng xin nói thêm một tí xíu. Đối với tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nếu như một cái người Phật tử đã thọ trì đã quy y tam bảo rồi mà có những cái tư tưởng, có những cái lời nói miệt thị chê bai Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, xem như là cái người đó không còn là người Phật tử, không còn tròn đủ cái tam quy nữa. Đối với Đức Phật, nếu như chúng ta có một cái sự tôn kính nào ngoài Đức Phật mà đặt lên cao hơn Đức Phật, thì ngay lúc đó chúng ta mất cái tam quy. Chúng ta có thể đảnh lễ cha mẹ, có thể đảnh lễ những bậc trưởng thượng, chúng ta thậm chí chúng ta có thể đảnh lễ những cái nơi mà chúng ta cho đó là linh thiêng. Tuy nhiên cái việc đảnh lễ đó nó cũng có tùy thuộc theo cái tâm lý, đảnh lễ về cái sự tri ân, đảnh lễ vì cái sự sợ hãi, đảnh lễ vì một lý do nào đó. Nhưng nếu như cái sự thành kính đó đem so với cái sự thành kính mà chúng ta đang dành cho Đức Phật mà cao hơn, vượt hơn, thì xem như chúng ta mất cái tam quy. Chỗ này cũng rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải nuôi, phải dưỡng cái sự niềm tin nơi tam bảo.
bằng cách đó là hàng ngày chúng ta phải suy niệm ân đức của Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Chính vì cái sự suy niệm hàng ngày, cái sự nhắc nhở hàng ngày, cái sự hành pháp hàng ngày, thì chúng ta lại càng phát triển cái niềm tin, củng cố cái niềm tin nơi ân đức Phật, nơi lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là giáo pháp, nơi là những vị đang gìn giữ, đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và những vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, đó là chư tăng. Thì chúng ta không những không mất cái niềm tin nơi Tam Bảo, không mất Tam Quy, mà bên cạnh đó chúng ta còn nuôi dưỡng cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách mới lớn mạnh. Và khi đã đủ lớn mạnh rồi thì thưa quý vị rằng chúng ta sẽ không bao giờ phạm vào cái sai lầm như là trưởng lão Ca Lá đã phạm, và chúng ta sẽ không có bị cái trường hợp là chịu quả đắng cay. Ở trong cái trường hợp mà chịu quả đắng cay trong cái câu kệ ngôn này được ví dụ như là cây lao, cây tre, hoặc là Tịnh Đạt có thể thêm đó là cây chuối khi chỗ buồn đó. Cái chỗ này đó, nếu mà chúng ta đọc cái bản văn xuôi, cái bản thời thơ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, thì đôi khi chính Tịnh Đạt cũng bị hiểu lầm, đó là quả như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Chúng ta dễ hiểu lầm đó là mang cái quả, khi mà cây nó trổ cái quả đó nó có bị cái gì đó nó sanh ra rồi nó làm hư cái cây, nó làm hư hại cái cây, hoặc là cái quả đó nó xấu, nó độc, nó như thế nào đó, nó gây hại cho cái môi trường xung quanh. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta thấy rằng cái cây nó trổ quả, nó trổ bông, cái loại cây nào như là cây tre hay như là cây chuối mà trổ quả trổ bông thì dấu hiệu của cái sự hoại diệt, thì cũng như là một cái người tạo cái ác nghiệp, một cái việc phạm sai lầm, thì đối với việc miệt thị giáo pháp, người hành pháp, thì đó là cái dấu hiệu của cái việc đó là tự hoại, hủy hoại bản thân, sa đọa, đó là cái dấu hiệu. Và Tịnh Đạt nói thưa quý vị rằng ở trong cái trường hợp này á, nếu như là cây tre, cây trúc hay là cây chuối mà trổ quả, trổ bông mà chết á, thì nó hủy hoại là hủy hoại cái cây đó thôi, hủy hoại cái bụi cây đó thôi. Nhưng mà đối với cái việc sai lầm mà miệt thị giáo pháp, miệt thị cái người hành pháp, thưa quý vị rằng muôn đời muôn kiếp không biết bao giờ mới có cái duyên lành gặp lại chánh pháp, đây là một cái hậu quả hết sức là khôn lường. Mà đôi khi bây giờ chúng ta lại không có nghĩ xa. Có nhiều người quá là bất mãn, bực mình với một số cá nhân, từ đó họ quơ đũa cả nắm và miệt thị cái người mà họ bị bất mãn đó, rồi họ miệt thị luôn là con đường của cái người đó đang theo, và họ miệt thị luôn cái người thầy, cái người khai sáng cho cái con đường người đó đang theo. Ý Tịnh Đạt muốn nói là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, vì cái tâm bất mãn, vì cái tâm bực bội, không có đồng quan điểm với một cá nhân nào đó, và dẫn đến cái việc đó là miệt thị cả Tam Bảo, thì phải nói rằng một cái bất hạnh, bất hạnh cho người đó trong cái kiếp hiện tại này. Thứ nhất là không có duyên lành để mà học được cái điều hay, không có duyên lành để mà tiếp cận những cái điều mà Đức Phật Ngài đã dạy, bởi vì đã bực bội bất mãn rồi thì không có theo, không có nghe. Cái điều hai đó là
trong cái đời này và những cái đời tương lai, cái người đó tự đánh mất cái cơ hội, tự đánh mất cái duyên lành, cái hạt giống để mà gặp lại chân lý. Ở đây Tịnh Đạt dùng cái từ chân lý để ám chỉ cho những cái khoảng thời gian mặc dù là không có giáo pháp, người này vẫn không gặp được cái hoàn cảnh xã hội hay là cái môi trường sống có nhiều cái bậc thiện trí. Ở trong cái xã hội đó, quý vị thấy rằng đâu phải giáo pháp còn đang thuyết giảng, giáo pháp còn đang lưu truyền, nhưng mà đâu phải chỗ nào cũng có, đúng không? Đâu phải chỗ nào cũng có chùa, đâu phải chỗ nào cũng có bậc xuất gia, cũng đâu phải chỗ nào cũng có được lời dạy của giáo pháp được lan truyền. Nhưng mà chính vì vậy đó mà cái người mà đã đánh mất cái hạt giống gặp chân lý đó, thì cái người đó tái sanh vào những cái nơi như là biên địa, những cái nơi mà khó khăn và không có bao giờ mà gặp cái hình ảnh người xuất gia hay là nghe được một cái lời pháp. Đó là những cái khó khăn của cái việc đó là đánh mất cái duyên lành. Và ngay cả trong cái đời sống mà không gặp giáo pháp, không gặp người xuất gia, cái người đó cũng không gặp được cái người hiền, cái người trí để mà chỉ dạy con đường đúng đắn. Gặp người này người kia khi nhỏ lớn lên, gặp kẻ gian, kẻ lừa, kẻ mánh khóe, rồi học theo cái mánh khóe đó, cái gian dối đó, cái lừa lọc đó, cái việc làm ác xấu đó để mà sinh nhai, để mà trưởng thành, thì lại cộng thêm cái nghiệp mới. Cái duyên lành gặp giáo pháp, hay nói đơn giản đó là cái duyên lành để gặp cái chân lý, cái người điều thiện đó, nó vô vàn khó khăn. Mà bây giờ chưa gieo trồng mà hủy hoại thì phải nói rằng rất là khó để mà có một cái tương lai tốt đẹp, rất là khó luôn. Cho nên bây giờ đó thì các chùa hay là các cái vị có tạo những cái chương trình, những cái lễ hội xuất gia gieo duyên, hay là thuyết pháp giảng đạo, hay là làm từ thiện vân vân, mục đích cũng là để cho những người chưa có nhiều cái duyên lành với giáo pháp được một lần trong đời gieo trồng, một lần trong đời để mà phát nguyện, một lần trong đời để mà có cái nhìn đúng đắn để cải tránh cái tri kiến của mình, và cải tránh cái tri kiến của mình. Ngõ hầu cái tri kiến này nó sẽ dẫn dắt cho mỗi người khi mà mình có sinh sống ở đâu khắp miền Tổ quốc, hay là ở kể cả ở nước ngoài, hay là sau khi cái kiếp này chúng ta sanh vào những cái kiếp khác, trở thành người này ông nọ, trở thành cái loài này loài kia, nhưng cái tri kiến đó nó sẽ dẫn dắt, cái chí nguyện đó nó sẽ dẫn dắt gặp những cái điều thiện, gặp người thiện, và may mắn hơn là gặp được cái giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Nó quan trọng vô cùng. Đây là một cái bài học mà Tịnh Đạt nghĩ rằng là một cái cơ sở để mà chúng ta phòng ngừa. Quý vị thấy trong cái bài học này liên quan đến Ngài Ca Lá, nhưng không phải Ngài Ca Lá thành đạo, không phải Ngài Ca Lá, trưởng lão Ca Lá là người được khen thưởng tuyên dương, mà là một cái trường hợp mà chúng ta rút kinh nghiệm để mà ngăn ngừa, coi như là một lời cảnh báo. Đừng bao giờ vì một chút bất mãn, một chút nóng nảy, một chút khó chịu, không đồng tình, không chung ý kiến với một cá nhân nào, một người xuất gia, một người bạn hữu, một người đạo hữu,
một người chúng ta gặp trên đường, một người chúng ta gặp ở trong một cái hội chúng nghe pháp, hay là một cái bình luận ở trên mạng xã hội, rồi từ đó chúng ta lại quay lưng với cái điều thiện, quay lưng với chùa chiền, quay lưng với giáo pháp, thì phải nói là một cái bất hạnh vô cùng. Tự chúng ta hủy hoại cuộc đời của chúng ta trong cái kiếp này và trong những cái kiếp tương lai. Đó là một cái điều phải nói rằng là bất hạnh. Không gieo trồng mà lại còn hủy hoại nữa thì thôi thôi, chừng nào mới lại có được cái duyên lành đó thưa quý vị. Vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Cho nên thưa quý vị rằng Tịnh Đạt nghĩ đây là một cái bài học cảnh báo mà chúng ta cần phải tránh, cần phải tránh. Có nhiều cách để mà tránh, có nhiều cách để mà tránh phạm phải sai lầm, giống như là trường hợp của Ngài Trưởng Lão Ca Lá, giống như Tịnh Đạt đã trình bày từ ban đầu đó. Cách thứ nhất đó là chúng ta hãy nuôi dưỡng cách thứ nhất là chúng ta phải nuôi dưỡng niềm tin và nuôi dưỡng niềm tin, nuôi dưỡng niềm tin nơi tam bảo. Hằng ngày chúng ta ngồi thắp nhang hay là tụng kinh lễ Phật, chúng ta suy tưởng cái niềm suy tưởng về ân đức Phật, ân đức pháp và ân đức tăng, và hãy cố gắng hành thiền, bởi vì cái hành thiền đó đó là cái cách mà hành thiền hay là học Phật á. Đó là hai cái cách, nói chung là hành thiền với lại tìm hiểu giáo lý của nhà Phật đó, đó là hai cái cách mà niềm tin củng cố một cách vững chãi nhất. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta tìm hiểu giáo pháp, tìm hiểu lời dạy của Đức Phật bằng những cái lớp, thì chúng ta củng cố niềm tin bằng cái trí tuệ. Chúng ta tin, nhưng mà chúng ta hiểu, và sau khi hiểu chúng ta lại tin, tin những gì mình hiểu và hiểu những gì mình tin, thì phải nói rằng cái niềm tin nó vững lắm. Khó có ai mà làm chúng ta lung lay lắm. Cái thứ hai là niềm tin bằng cái cách mà thực hành, thực hành thiền đó. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm sâu nhiều về cái pháp hành thiền đó, cái tâm an tịnh dựa trên cái phương pháp mà các vị thiền sư đã dạy theo những cái kinh điển đó, thì sao những người có cái kinh nghiệm tốt ở trong thiền đó, những vị đó có cái niềm tin rất là tốt, rất là vững còn hơn là những người có trí tuệ, có hiểu biết ở trong Phật pháp nữa, bởi vì đó là cái kinh nghiệm thực tế, có kinh nghiệm thực tế. Dạ. Cũng giống như bây giờ mà chúng ta nấu cái canh khổ qua, hoặc là ăn cái trái khổ qua đó nó đắng, hoặc là cái bông cái đọt khổ qua đó nó đắng. Bây giờ đó cái người mà nhỏ đó nó chưa có biết gì đó, thì nói cái đọt khổ qua hay là cái trái khổ qua nó đắng, nó không có tin. Nhiều khi nó tin, người lớn nói vậy nó tin, cha mẹ nói vậy nó tin. Nhưng mà cái người mà học cấp 2, cấp 3 bắt đầu phân tích, tìm hiểu cái trái khổ qua hay là cái đọt khổ qua ở trong sách vở, nhiều sách nói rằng trái khổ qua nó đắng hay đọt khổ qua nó đắng. Rồi họ có nhiều cái công thức chứng minh, nhiều cái lời dẫn giải từ cái người này người kia sách nọ, thì chắc chắn rằng cái niềm tin nó sẽ nhiều hơn, cứng hơn là cái người chỉ nghe nói thôi. Và đặc biệt cái người mà nếm ăn cái trái khổ qua hoặc là cái bông khổ qua, cái đọt khổ qua đó, thì tự mình nếm được cái vị đắng của cái trái khổ qua hay là cái đọt khổ qua. Thì bây giờ
có ai nói rằng à, cái đọt trái khổ qua nó ngọt, quý vị có bị lung lay niềm tin không? Có bị cứ lung lay cái hiểu biết của mình không? Không bao giờ. Bởi vì sao? Bởi vì là mình là người thực tế trải nghiệm rồi, thì làm sao mà người khác có thể mà mình đạp đổ cái xô đẩy, xô đổ cái hiểu biết của mình bằng cái sự trải nghiệm được. Thì đó là những cái cách mà chúng ta hãy cố gắng để củng cố cái niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và chư tăng. Hằng ngày suy niệm, hằng ngày cứ suy niệm ân đức của Tam Bảo, và cố gắng để dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn về giáo pháp, và đặc biệt đó là dành nhiều cái thời gian để mà thực hành, thì chắc chắn rằng cái niềm tin của mình nó sẽ không bị lung lay. Và niềm tin vững chãi rồi đó thì sẽ không bị phạm vào những cái sai lầm, như là cái sai lầm của trường hợp ngài trưởng lão Ca Lá, vì một cái vị kỷ, vì một chút nhỏ nhen của bản thân, sợ mất thí chủ, sợ mất người hộ độ, mà phạm phải một cái sai lầm to lớn, cản trở cái người khác tìm đạo nghe pháp, và cản trở luôn Đức Phật ngài thuyết pháp. Một cái trường hợp hy hữu, thưa quý vị, rằng trường hợp này thì thật sự ra thì nó phải nói rất là hy hữu, rất là hy hữu. Hy hữu ở đây không phải là không có những cái trường hợp mà cản Đức Phật ngài thuyết pháp, nó rất là nhiều, nhưng mà trường hợp này là những người đệ tử của Đức Phật, những người tu Phật mà có những cái suy nghĩ như vậy thì rất là hy hữu. Thì qua cái câu kệ ngôn này, như Tịnh Đạt đã chia sẻ, đó là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta hãy cố gắng còn sức khỏe, còn trí tuệ minh mẫn, còn khỏe khoắn, thì hãy cố tranh thủ để xây dựng cái niềm tin cho được vững chắc, cho được vững chãi. Thì mong rằng trong những cái đời sống tương lai, đời sống ở tương lai kiếp này, như là những kiếp sau, chúng ta lại là những người có niềm tin vững chắc ở nơi Tam Bảo như thế nữa. Thì Tịnh Đạt cũng xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ ngôn số 164 ở đây. Và một lần nữa con xin tri ân chư tăng và quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày thứ năm, và kính chúc sức khỏe chư tăng và quý vị, cầu mong tất cả quý vị được sự an lành tấn hóa trong pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 164 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thường tọa minh hạnh. Bhagavata mangalang rakhan tu sabbe devata sabba buddha nupha vena sada sati pavan tu te Bhagavata rakhan tu sabbe devata sabba dhamma nupha vena sada sati pavan tu te Bhagavata mangalang rakhan tu sabbe devata sabba sangha nupha vena sada sati pavan tu te. Tất cả vân vân có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do của chư tăng các sự thành lập. Hỡi thần thường đến người, tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho mỹ mãn, cho được thành tựu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng.
Kính mời quý Phật tử cùng cảnh dân hồi hướng. Yarewata santi viharawa sini tupe gare bodhi gare tahin tahin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ram ang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô